Chào mừng các bạn đã đến kênh của Gạo Gạo Channel ạ. Gạo Gạo xin chúc mọi người luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc ạ. Mọi người ơi, buổi sáng nay thì trời nắng rất là đẹp nha mọi người. Hoa thì nở rất là tươi và ong bướm thì rất là dập dìu luôn. Máy điện thoại của mình quay hình ngoài trời nắng thì cái hình nó không có được đẹp lắm mọi người ơi, mình cũng không hiểu sao nữa. Trước đây thì quay hình ở ngoài nắng thì rất là đẹp, rất là tươi sáng luôn, còn bây giờ thì quay hình ở ngoài nắng sao nó vàng vàng, mình cũng hiểu, cũng biết đường chỉnh luôn nữa. Mọi người thấy hoa nở rất là đẹp luôn và ong thì đã đến hút mật rất là nhiều luôn mọi người. Hoa này của mình á, ngày nào cũng vậy hết á, sáng sớm chưa có nở, nó mới hé cái búp ra, mới hé ra một chút xíu là bầy ong nó đến dập nhiều xí chỗ rồi mọi người. Rất là vui, nhìn rất là dễ thương luôn á. Sáng nay trời nắng đẹp quá mọi người đó, nhưng mà khi đến trưa một chút xíu thì nó lại trời mưa. Thì mình quay cái máy của mình nó trời mưa mình quay mình không thấy vàng ha, không thấy nó bị vàng vàng, nhưng mà hễ trời nắng lên á là mình quay mình bị tình trạng như vậy á, không biết có ai biết á thì chỉ cho mình với ha. Hôm nay trời mưa kéo dài đến tối luôn á mọi người ơi, và buổi tối thì do trời mưa rã rích á thì mình cũng hơi buồn miệng, cho nên mua một ít xà lông về mình nấu cháo ăn ha. Xà lông này thì mình mua cũng khá nhiều, tại nhà cũng đông người á mọi người. Mình đã tách hết một nửa rồi, mình tách mình nấu cháo, còn số còn lại này mình để mình luộc á mọi người. Nhưng mà mọi người thấy ha, nó hở ra rất là nhiều luôn á. Mấy cái con xà lông mà nó hẻ hẻ hở ra đó mọi người. Nó sống á nha mọi người. Nó sống, lúc mà mình ngồi mình tắt á thì không có con nào hở ra hết trơn á. Nó khép cái vỏ nó lại hết à. Mà bây giờ mình hết tách rồi, mình nghỉ tách rồi á thì nó hở ra kìa. Chịu nổi không? Mà nó làm như nó giả chết nha mọi người. Nó hở ra như vậy á, chứ mình khép lại nhiều khi nó cũng không thèm khép nữa. Nó giống như là nó chết rồi vậy đó. Nhưng mà thực sự nó sống nha, chứ nó không có chết đâu. Lúc mà mình ngồi mình tách á thì thôi cái con nào con nấy nó khép kín mít là lửa không có ra, mà còn cái vỏ như vậy đâu. Mà bây giờ thì nó hở lại, nó không thèm khép luôn. Mình giận mình ngồi mình chọc nó chơi. Đó, mọi người thấy nó khép lại cái mình chọc nó tay vô cái nó ngưng ha, giờ nó giả chết luôn kìa. Mấy con sò này cũng ghê lắm á. Thực ra hôm nay mình không định quay video đâu mọi người, cho nên khi mà mình tách vỏ mình không có quay lại ha. Lúc mà tách cái vỏ sò ra để mình lấy cái thịt nó mình đem nấu cháo thì mình không quay lại. Nhưng mà khi mà mình nấu cháo thì thôi, tại vì hôm nay cũng không có video gì cho nên mình lấy ra mình quay luôn. Đây là cái số sò mình đã tách vỏ và mình đã xào sơ rồi đó mọi người.
Cái này á thì mình sẽ để vào nồi cháo ha, để mình ăn. Còn cái số mà chưa tách vỏ lúc nãy á, thì mình sẽ đem luộc. Trời mưa ăn cháo nóng là chắc là đúng luôn ha mọi người. Đây là nồi cháo mình đã nấu xong rồi. Nồi cháo mình đang nấu ha. Nồi cháo này mình đang nấu và lúc nãy mình đóng nắp á, cho nên nó sôi, nó trào lên á, nhìn nó không có được đẹp cho lắm mọi người. Nếu như mà ai mà trên 30 tuổi mà đã từng sống ở quê á, thì chắc rất là quen thuộc với cái cảnh bếp lửa như thế này ha mọi người. Chứ nếu mà các bạn sống ở thành á, thì chắc hơi xa lạ với bếp lửa này. Còn ở quê á, mà lớn lớn một chút á, khoảng chừng 30 trở lên á, hầu hết là mọi người đều gắn bó với bếp lửa này hết á. Mình cũng vậy mọi người ơi, mình rất là gắn bó với bếp lửa này lúc nhỏ và bây giờ nữa. Bây giờ tại vì mình buôn bán á, cho nên nhà có bếp lửa thì ngày nào mình cũng phải nhen lửa, mình nấu xôi, nấu đồ ăn để mà bán cho khách hết á. Cho nên rất là gắn bó và mình giống như là có tình cảm với cái bếp. Nhìn thấy cái bếp rất là ấm cúng và mỗi khi mà trời mưa mà ngồi trong bếp mà nhen lửa, mình rất là thích luôn á. Tại vì nó ấm và nó rất là êm đềm, rất là nhớ, mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày thơ của mình á, thì mình rất là vui, thấy rất là ấm áp luôn á mọi người. Không biết có ai có cảm giác như mình hay không ạ. Cháo của mình xong rồi mọi người ơi. Do mưa cho nên khi đi ra ngoài mua được mấy cái sò là mình đi về luôn, không có chuẩn bị gì nhiều hết á. Cho nên cây nhà lá vườn có nhiều xài nhiều. Nấu cháo xong rồi mình hái ít rau thơm ở ngoài vườn á, đi vô mình bỏ vô và cắt cái chanh rồi mình chấm với muối tiêu là ăn á mọi người ha. Thì món ăn của mình đã kết thúc rồi, nhưng mà mình muốn chia sẻ thêm một cái hình ảnh về biển Phước Hải ha mọi người. Do là mình muốn câu giờ. Tại vì video của mình ít quá à, có khoảng 8 phút thôi, cho nên mình muốn kéo dài thêm thời gian một chút xíu là khoảng 10 phút. Mọi người cố gắng ở lại với mình nha. Rồi mình ngắm biển cũng vui á mọi người ha. Đây là những cái thúng chai của ngư dân người ta đánh bắt cá ở biển Phước Hải á mọi người. Mình đi ra mình chơi mình thấy đẹp mình quay lại. Video đi ra biển thì buổi chiều thì mình đã up lên ngày hôm qua rồi, và hôm nay thì mình chia sẻ thêm những cái hình ảnh này để cho mọi người xem thêm. Chứ nói chung là câu giờ thông cảm. Và bây giờ đã hết thực sự rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến ủng hộ cho mình. Chúc mọi người luôn vui, luôn khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào.